Từng giây trong mỗi tế bào sống, hàng ngàn phản ứng hóa học đang diễn ra. Những phản ứng này được thực hiện bởi enzyme. Một enzyme là một protein xúc tác cho một phản ứng hóa học. Nó bắt đầu phản ứng, tăng tốc tiến trình phản ứng và đảm bảo kết quả luôn giống nhau. Các enzyme này thường hoạt động cùng nhau để hình thành các chu trình dài hơn, chẳng hạn như chu trình axit citrate. Là một loạt phản ứng hóa học được sử dụng bởi các tế bào để tạo ra năng lượng từ carbohydrate. Các chức năng thiết yếu của sự sống như trao đổi chất, tổng hợp protein, đổi mới và tăng trưởng tế bào. Tất cả đều được điều hòa bởi enzyme. Sức mạnh duy trì sự sống của các enzyme nằm ở chỗ nó xúc tác phản ứng trong điều kiện ôn hòa của pH, nhiệt độ và áp suất khí quyển. Tốc độ của phản ứng xúc tác nhanh hơn hàng triệu, hàng nghìn tỷ lần so với phản ứng tương tự không xúc tác. Để tăng tốc độ phản ứng khi không có enzyme, cần năng lượng bổ sung để kích hoạt một phản ứng. Trong quá trình phản ứng, nó không ổn định và rất năng động, trạng thái chuyển tiếp được hình thành, chất nền được chuyển thành các sản phẩm trung gian. Một enzyme hoạt động như một khuôn mẫu cho phản ứng. Nó liên kết với chất nền và giữ ở vị trí thích hợp để tạo thành sản phẩm. Một enzyme cũng bao quanh chất nền với các nhóm phản ứng giúp ổn định trạng thái chuyển tiếp, làm dễ dàng hơn cho các phản ứng xảy ra. Để hiểu cách thức hoạt động của enzyme, chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vào một phản ứng trong chu trình axit citric được xúc tác bởi enzyme aconitase. Aconitase liên kết với chất nền citrate của nó và loại bỏ một nhóm hydroxyl một nguyên tử hydro để hình thành cis aconit trung gian. Sau đó, nó thêm hydro trong hydroxyl trở lại ở các vị trí hơi khác nhau để hình thành sản phẩm acid citrate. Về khía cạnh hoạt động, một số acid amine là vị trí hoàn hảo để enzymes nhận ra chất nền và giữ nó ở vị trí tối ưu cho phản ứng bắt đầu. Một số acid amine có liên quan đến nhận biết và giữ chất nền. Các acid amine khác có liên quan trực tiếp đến xúc tác. Histidine 101 hoạt động như một axit bằng cách nhường proton của nó. Nhờ môi trường hóa học của Solini 642, nó có thể hoạt động như một cơ sở bằng cách chấp nhận proton từ chất nền. Aconitase cũng chứa một cụm lưu huỳnh sắt ổn định chất nền tĩnh điện và giúp vị trí của nó được ổn định. Bước đầu tiên trong phản ứng là mất nước. Trong bước này, histidine hoạt động như một axit và proton hydroxyl cho phép nó nhường một phân tử nước. Solini sau đó hoạt động như một cơ sở bằng cách chiết xuất một nguyên tử hydro từ phía đối diện của chất nền tạo thành cis aconit trung gian. Cis aconit sau đó lật ngược và một phản ứng hydrate hóa được thực hiện. Trong bước này, histidine lấy một nguyên tử hydro từ một phân tử nước đi qua, đặt nhóm hydroxyl trở lại vào chất nền. Solini sau đó trả lại nguyên tử hydro và sản phẩm cuối cùng acid citrate được gây ra. Lưu ý rằng enzyme không bị thay đổi bởi phản ứng. Nó chiết xuất nhóm hydroxyl và một nguyên tử hydro và sau đó đặt chúng trở lại, bắt đầu và kết thúc trong cùng một trạng thái. Đây là dấu hiệu của một chất xúc tác. Khi nó kết thúc một phản ứng, nó đã sẵn sàng cho lần tiếp theo. Vì vậy nó có thể thực hiện hàng ngàn các phản ứng liên tiếp. Cùng lưu ý rằng hình dạng của phía hoạt động thường linh hoạt, nhiều enzyme bao quanh chất nền để tạo thành môi trường hoàn hảo cho một phản ứng. Enzyme là nền tảng cho sự sống trên trái đất, làm việc mỗi giây để duy trì các quá trình sống trong mọi tế bào và trong mọi sinh vật sống trên hành tinh.